Rồi hôm nay tiếp tục chiếc Fuel 125 đời mấy đây anh? 2022. 2022 luôn, là xe mới chạy được có 1.100 thôi nha. Thì anh này là ảnh muốn là thì xe này là mới mua về thì cái số 4 nó cũng hú nữa. Đấy mình chạy là số 4 hú à, em nghe ho quá. Số 4 hú nhưng mà hú ít hơn số 2 nhưng mà. Đó, thì bây giờ là cái số thì có thể là chạy từ từ đó nó đều lại, thường thường xe này là hú số 2 số 3 thôi. Thì ảnh hỏi mình là có làm cái gì để hết thì một là thay bộ số, còn nhưng mà nếu mà chạy một thời gian mình nghĩ nó sẽ hết. Còn không thì càng ngày là cái cơ khí kim loại nó càng dở nha. Cơ khí liền kim. Cái xe này thì 22 thì mới lấy về cho nên mình cũng không dám đánh giá nó chính xác. Chừng nào mà có người nào mà rã ra thay bộ số hay gì hay làm những gì thì mình mới biết được. Thường thường là nó hú số 2, số 3 tại vì cái kim loại nó khác. Thì xe này mới có 1.100 thôi. Thì ảnh đã làm cái thằng lằn tăng cam với lại chạy nó rất là yếu. Thì xe này anh em biết rồi, nó bóp xăng dữ lắm. Thì sẽ vô một cái cây cam nhẹ để không có móc mắt gì hết ha. Thì mình đã thay rất là nhiều. Với lại thay một bộ 6 loại xo. Sẵn quay con ốc nồi để chỉnh nồi cho nó dễ. Rồi mình coi cái bố nồi nó như thế nào. Thì 1.100 thì bố đồ chắc cũng chưa đến nổi. Nhưng mà để mình coi như sao ha. Chứ không có thể nào mà đánh giá mà chính xác được 100% được. Để tháo ra mới biết được thôi. 1.137. Vậy đi. Chủ xe, chào các anh. Đây chiếc này là mới chạy 1.000 mấy nè, 1.100 thì ra thay lò xo với lại mình coi cái đế nồi luôn nha. Rồi, rồi cái đời mà Fuelless 2022 là nó hết xài mật diếp lông rồi, cũng K73 luôn nhưng mà nó cắt la dê lên luôn. Cho anh em coi cái nè, K73 cắt la dê. Còn phía đế nồi rim 125 là K37 nha anh em. Ừ. Như là lộn ngược lộn xuôi vậy đó, đánh đề. Rồi đây một xe của anh này nữa là mình sẽ làm cái tăng cam gì cho ảnh nè, kiểm tra tăng cam, làm tăng cam với lại nồi luôn, rồi quay luôn, chơi luôn, chạy thử cái đã. Rồi chiếc xe của anh mà mới chạy 1.000 mấy nè, thì tăng cam nè, mới có 1.000 mấy chưa có bị đâu anh em, anh chạy cũng ít. Thì sau khi mà tháo nồi ra, anh kêu mình thay lò xo để quay lại con ốc chỉnh nồi. Thì mình theo cái kinh nghiệm của mình đó là bố này là nó đang sụp mí ha. Thì mình phải canh lá sắt vô thôi. Nói chung là bố này còn bố zin. Mình sẽ giữ bố zin cho ảnh nè. Hai bốn cái lò xo. Với cây cam độ nếu mà không bốc hơn thì nói chung là cách chửi mình đó chứ. Là không lấy tiền. Đó, bảo đảm ngon luôn. Cái này là vô bài đó. Nha. Rồi ok. Thì chỉ thay một cái lá sắt vô thôi là ok rồi. Đó, đơn giản thôi. Rồi phần tăng cam thì chưa bãi ha. Rồi sẽ vô một cái cây cam độ nữa. Máy còn mới cáo luôn anh em thấy không? Qua lăn là còn mới cáo. Làm trước đi cho đỡ đau khổ ha. Rồi, thì xe này là vô thêm 6 cái lò xo này nữa, cam độ nữa là chạy ha. Mình canh nồi lại nữa, kinh nghiệm canh nồi nữa. Là chạy ok đó. Nói chung là vậy đó. Rồi 6 cái lò xo nha. Để vô luôn. Rồi lò xo nồi này là báo với mấy anh là đủ cho cái anh này hết rồi đó. Chưa có đi, chưa có nhập về nữa. Đó. Vô, có chữ cô dây nè. Cây này là cái thằng nó bán rau bên bển nó cho à. Cho rồi hả? Mình chế cái này coi trên mạng chế chơi đây. Để vệ sinh cho, tại cái đó một tiếng hồ lẫn rồi. Dư sức luôn.
thay được 6 cái lò xo vô rồi đó. Rồi chiếc xe mà chạy 1.100 này mình sẽ vô vô lại bộ nồi ha, thì không thay bố nồi, chỉ canh lại cho ảnh thôi với lại 6 cái lò xo thôi. Đâu ra đó đi, còn vô thằng lằn rồi nữa. Rồi xe của anh này là mình sẽ gắn một cây cúc cam độ luôn nha. Đây, đủ xe. Đủ xe Trương Hoàng Long. Rồi vô. Đây, Trương Hoàng Long mình quách Phú Thành cam độ với lại và đang cam luôn. Này mua về cũng gắn rất là dễ nha. Đẩy vô rất là dễ. Đó. Chưa, tăng cam xin cam rồi lấy hai bộ luôn đi. Rồi vậy thôi á. Rất là dễ dàng. Thôi. Ở đây xe này là mình đã vô cam độ với lại tăng cam rồi nha. Rồi bây giờ là tiến hành ráp vô thôi. Rồi vậy xe anh này là gắn cam độ nè, thay thằng lằn tăng cam. Rồi phíp lại nồi thì giờ mình sẽ đem cài đặt tay để mình cài đặt lại, mình chạy một vòng cái nó làm sao ha. Gắn cản rồi chạy một vòng thì ok là giao xe rồi. Đó. Đây là một cây cam nè. Cam rồi lò xo nồi rồi ha. Đó. Rồi chiếc xe này là sau khi chiếc xe mà của anh mà chạy mới có 1.139 cây nè, thì mình cài đặt lại thì chạy khá ngon nha. Xe này là không có thay bố nồi, canh sắt, canh lá sắt, rồi thay lò xo nồi, độ, cốt cam độ, rồi với lại thằng lằn tăng cam thì chạy khá bốc nha anh em. Chạy rất là vô số, rất là nhẹ luôn anh em, đỏ lắm anh em ơi. Thì đây là cái giải pháp cho cái dòng xe này, thì anh em mình có rất là nhiều cái phương án, thì anh em nào mà làm thì ghé thì mình làm ha. Rồi xe chạy là lên rất là bốc luôn. Rồi tiếp theo là ngày chủ nhật hôm nay nữa là mình sẽ làm lại cái nồi rồi tăng cam cho cái anh này. Là hồi đó là anh cũng có làm ở mình là cái này cái nọ rồi cũng, nhưng mà hôm nay là anh xuống mình là để làm cái nồi tăng cam, thì để mà mình chạy xe thì thấy xe nó cũng hơi y nhẹ đó, thì mình sẽ làm cho anh luôn nha. Rồi để coi cho anh em coi cái xe này ha. Xe này chắc chạy nhiều rồi nè, 168.000 rồi nha. Đó, xe chạy 168.000. Rồi bảng số 43 ở đâu thì anh em tự biết đi chứ mình cũng không có rành máy. Rồi máy thì hơi có tiếng cộc cộc nha anh em, nổ ga ti hơi có tiếng cộc cộc. Rồi cái này là cái sên cam nữa, cái bánh tăng nó dù nó chưa có kêu nhưng mà cái bánh tăng nó cũng hơi có dấu hiệu rè rè. Rồi xe này có cái tiếng cộc cộc rồi nha. Rồi rồi thì mình sẽ về để mình làm xe này thôi. Cam độ luôn, xe này là làm cam độ luôn nha anh em, khóa núm luôn. Đó, thấy chưa. Rồi đời nha, đời này là đời 2019 nha anh em. Đó. Rồi tới anh xe bản số 43 nè, thì 2018 vậy nè, thì mình anh có làm nồi rồi, không? Anh có làm nồi rồi thì chuông còn được thì mình sẽ để lại nè. Thứ nhất, đây là anh em thấy mã K73 luôn, mà cái này cái chữ viết lông nè, chữ đen nè, mà dầu hắt, chữ dầu hắt nè. Rồi 6 cái lò xo của ảnh nè, đi 6 cái lò xo độ, ảnh có đi 6 cái lò xo độ rồi. Thì hồi nãy mình thấy nghe nặng chân là mình cũng nghi rồi, thì mình sẽ coi bố nồi cho ảnh nha. Rồi tháo ra coi bố nồi nữa, bố rồi dán bố trước rồi. Rồi
để mình tháo ra mình sắp nó so sánh với lò xo cô Di của mình coi nó như thế nào. Rồi xe này là chút nữa mình tháo mình tăng cam ra thay ba thay cốt cam luôn nha, thay cốt cam độ luôn, cho nên là mình tháo ra để mình kiểm tra từng cái luôn. Rồi vậy đi. Rồi cái anh mở cái bảng số 34 nè, 43 vậy nè. Thì khi mà tháo nồi ảnh ra thì 6 cái lò xo đi nấu nè. Tháo lò xo đi nấu thì lò xo mà nó cứng quá, nó không có độ dẻo quá thì nó sẽ làm cho bố bao tuột thôi. Thì đít nồi rất là tuột. Rồi xe này là đi mấy lá sắt nhám nhám nè. Đó, với lại bố này thì giống như là nồi mà lắc nó đen đen nè. Không biết bố Vinh bố gì nhưng mà mình thay là bố SCC, cho anh 4 lá và thay 4 lá sắt là 1 ly 6 lại như Vinh nha. Thì đế nồi chưa có tuôn gì hết, và vô là bảo đảm dài ngon rồi, với lại vô bố 6 cái lò xo cô Di vậy thôi. Ở đây là cũng nhét một cây cam độ vô ha, với lại đi thằng lằn thằng cam, ok rồi vậy thôi là cũng ổn rồi. Vậy là như biết nói sao vậy. Rồi vậy đi. Rồi vô 6 cái lò xo này nữa là ok rồi. Rồi anh bản số 43 là cũng vô cái thằng lằn tăng cam luôn nha, với lại cam độ rồi đó, nồi đồ mình thích hết rồi đó, thì vô thôi. Rồi đã xong với xe anh bản số 43 rồi nha. Thì xe thì chạy bốc thì mình đã cài đặt lại rồi, hồi nãy nó hơi hụt ga mình cài đặt lại rồi để chạy về coi sao ha. Còn nồi đồ là mình canh bốc rồi, vô cam độ rồi chạy rất là bốc nha anh em, hết rung xe luôn. Ok ha, là mình thay cho ảnh là xo nồi với lại thay 4 lá bố nồi lại, lá sắt nó xài nhám rồi đó. Bây giờ là mình sẽ chạy về để giao khách thôi, cho biết nói sao giờ nha. Là rồi nó có cái tiếng cộc cộc, là cái tiếng đó là đặc trưng của xe này mà khi mà cũ nha, cái đó là phải làm dên làm đồ lại nó mới hết nha anh em. Rồi mình chạy về mình giao khách thôi, xe thì rất là bốc.